Sau quá trình thăm khám và lên kế hoạch điều trị thì rất nhiều bệnh nhân đã được các bác sĩ chỉ định việc nong hàm. Và vậy nong hàm là gì? Nong hàm được chỉ định trong những trường hợp nào? Mất bao lâu và có đau hay không? Trong clip này thì tôi sẽ giải đáp với các bạn tất cả những câu hỏi về nong hàm. Và tôi là bác sĩ Lê Thị Bích Phương, bác sĩ chuyên khoa chỉnh nha tại nha khoa Lạc Việt Intech. Trước hết thì chúng ta cần tìm hiểu khái niệm của nong hàm. Nong hàm là việc sử dụng các khí cụ chỉnh nha chuyên biệt giúp nới rộng cung răng, dựng trục các răng đổ lưỡi, đẩy các răng sang hai bên. Đó là đối với những khí cụ có tác dụng nong răng. Còn đối với những khí cụ có tác dụng nong xương thì nó sẽ giúp tách cái đường khớp giữa xương khẩu cái của hàm trên. Cái đường khớp này sau khi được nong ra thì sẽ được tái lập bởi những mô sụn và nó sẽ có tác dụng mở rộng thực sự diện tích của vòm hàm. Vậy mục đích cuối cùng của việc nong hàm, dù cho nong răng hay nong xương, thì nó đều có tác dụng là mở rộng cung răng, giúp cho bác sĩ tạo khoảng để có thể làm đều cung răng. Vậy thì những trường hợp nào chúng ta sẽ cần phải nong hàm? Tất cả những trường hợp có hẹp hàm thì đều có chỉ định nong hàm hết. Tuy nhiên thì rất may mắn là chỉ có tỷ lệ từ 15 đến 18% các ca đến tư vấn niềng răng sẽ cần phải nong hàm. Trường hợp thứ nhất, chúng ta cần phải nong rộng cung răng đối với những bệnh nhân có cung hàm nhỏ, cung răng hình tam giác nhọn về phía trước, độ cắn chìa lớn. Những bạn có nụ cười tối, tức là khoảng tối hành lang hai bên quá rộng, những bạn có cung hàm chen chúc thì sẽ cần phải nong hàm ra để tạo khoảng, dàn đều cung răng, làm tròn lại cung răng và mở rộng cái nụ cười cho các bạn. Vậy thì những trường hợp nào chúng ta sẽ cần phải chỉ định nong hàm? Tất cả những trường hợp mà có hẹp hàm thì sẽ đều có chỉ định nong hàm hết. Rất may mắn là chỉ có đến 15 đến 18% các ca đến tư vấn niềng răng có hẹp hàm mà thôi. Trường hợp thứ hai là đối với những bệnh nhân bị khớp cắn chéo. Một khớp cắn đúng tức là hàm trên sẽ phải phủ ra ngoài hàm dưới. Còn ngược lại, khớp cắn chéo tức là hàm trên nó nằm trong hàm dưới. Cắn chéo có thể là cắn chéo bên, cắn chéo một bên hoặc cắn chéo hai bên, hoặc là cắn chéo trước. Đối với những trường hợp cắn chéo bên thì nong hàm sẽ có tác dụng đẩy các răng sang hai bên, giải quyết cái tình trạng cắn chéo, đảm bảo chức năng ăn nhai cho bệnh nhân. Còn đối với những trường hợp bệnh nhân có cắn chéo trước thì việc nong hàm sẽ sử dụng kèm với khí cụ ngoài mặt, đó là face mask, để giải quyết cái tình trạng cắn ngược cho bệnh nhân. Đối với việc nong hàm ở trẻ em, độ tuổi thích hợp nhất là 7 đến 15 tuổi thì việc nong hàm sẽ có tác dụng mở đường khớp giữa xương khẩu cái hàm trên. Cái việc này sẽ giúp cho cung hàm của bệnh nhân phát triển cân đối, rất có ý nghĩa đối với những bạn có khuynh hướng thở miệng, có sự kém phát triển của xương hàm trên theo chiều ngang. Rất nhiều bệnh nhân đến với chúng tôi có một câu hỏi là độ tuổi nào thì có thể nong hàm, mình có quá tuổi nong hàm hay không, và ở độ tuổi nào thì cái hiệu quả của nong hàm sẽ là tối ưu nhất. Trên thực tế thì ở độ tuổi nào chúng ta cũng có thể nong hàm. Việc nong hàm sẽ tùy thuộc vào mục đích của bác sĩ là nong răng hay là nong xương. Đối với trường hợp nong răng thì không giới hạn tuổi tác. Bởi vì mục đích của nong răng đó chính là dựng trục các răng đổ lưỡi, nới rộng cung răng, tạo khoảng cho các răng chen chúc. Nó không có tác dụng lên xương, nên là ở độ tuổi nào chúng ta cũng có thể áp dụng cái biện pháp là nong răng. Tuy nhiên thì không phải trường hợp nào chúng ta cũng có thể nong răng, tùy thuộc vào chỉ định của bác sĩ và tình trạng của bệnh nhân trên lâm sàng về mức độ chen chúc của cung răng, tỷ lệ cân xứng giữa cung răng và xương, tỷ lệ của khuôn mặt, nụ cười mà bác sĩ mới chỉ định việc nong răng hay là có chỉ định nhổ răng. Đối với những khí cụ có tác dụng nong xương thì mục đích nong xương này nó sẽ phụ thuộc rất lớn vào độ tuổi. Nong xương chỉ có tác dụng đối với những bạn còn trong giai đoạn tăng trưởng. Cái việc nong xương này thì nó sẽ liên quan một chút đến giải phẫu. Đối với xương hàm trên thì sẽ có đường khớp nối giữa xương khẩu cái. Cái đường khớp nối này sẽ được cốt hóa hoàn toàn vào 23 đến dưới 25 tuổi. Vì vậy, việc nong xương chỉ phù hợp đối với những bạn còn trẻ tuổi, tức là dưới 25 tuổi. Còn đối với xương hàm dưới thì đường khớp nối được cốt hóa từ rất là sớm, nên việc nong của hàm dưới chủ yếu là nong răng
dụng chụp cắt răng và rất ít có tác dụng để nong xương. Tôi sẽ nói một chút về việc nong xương hàm trên. Đối với xương hàm trên thì cái đường khớp nối này tuy là được cốt hóa khá là muộn, trước 25 tuổi, nhưng hình dạng của cái đường khớp nối này nó là hình rích rắc và cài răng lược. Cái mức độ cài răng lược thì nó sẽ càng gia tăng theo độ tuổi. Vì vậy, cái việc nong xương này khi mà bác sĩ chỉ định càng ở những độ tuổi nhỏ thì sẽ càng có hiệu quả và mức độ nong hàm được nhiều hơn. Đối với người trưởng thành dưới 25 tuổi, nong hàm vẫn tách được cái đường khớp nối này ra. Tuy nhiên, cái lực cần sử dụng khá là lớn và đôi khi sẽ cần phải sử dụng thêm cái khí cụ hỗ trợ như là Milivit để hỗ trợ thêm cái việc nong hàm. Thời gian nong hàm sẽ kéo dài trong bao lâu? Thời gian để đeo nong hàm nó sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp, từng bệnh nhân, sẽ phụ thuộc vào loại khí cụ mà bác sĩ sử dụng cho bệnh nhân, đó là nong nhanh hay nong chậm, nong răng hay là nong xương. Thường thì thời gian đeo nong hàm sẽ kéo dài trong khoảng độ từ 1 đến 3 tháng và sau khi đạt được cái mức độ nong hàm cần thiết thì bác sĩ sẽ cần phải lưu cái nong hàm đấy ở trên miệng trong khoảng từ 2 đến 3 tháng nữa. Vậy thì thời gian trung bình đeo nong hàm nó sẽ kéo dài khoảng từ 4 đến 6 tháng. Đeo nong hàm thì sẽ không có quá nhiều cảm giác khó chịu. Nếu chỉ là nong răng thì sẽ có cảm giác nó hơi khó chịu và hơi vướng một chút thôi. Bởi vì cái việc nong răng nó là tác dụng lực nong rất là chậm, lực từ từ. Còn đối với những trường hợp nong xương thì khi kích hoạt nong, các con sẽ cảm thấy hơi đau một chút. Tuy nhiên thì cái việc đau này chỉ kéo dài trong khoảng độ 2 đến 3 ngày và các con sẽ quen dần với cái hàm nong này. Thời gian đeo nong hàm trong miệng khoảng 6 tháng như vậy. Tuy nhiên thì cái giới hạn của việc nong hàm nó chỉ nằm trong một cái giới hạn cho phép. Đối với vùng răng hàm nhỏ thì mức độ tối đa nong được là 9 mm, còn đối với vùng răng hàm lớn mức độ tối đa là 6 mm. Trên đây là những kiến thức rất cơ bản về việc nong hàm, khái niệm của nong hàm, các trường hợp nào cần phải sử dụng nong hàm và thời gian nong hàm là bao lâu. Trong những video lần sau thì tôi và các bạn sẽ cùng tìm hiểu cụ thể về từng loại nong hàm, cách chăm sóc răng miệng và quy trình đối với một cái hàm nong như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video clip lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên nhấn like và follow fanpage của Nha Khoa để có thể cập nhật nhiều thông tin hữu ích về kiến thức và ưu đãi của Lạc Việt Intech nhé. Nha Khoa Lạc Việt, chất lượng điều trị là trên hết.